Chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hoa, kênh tổng hợp tin tức về những ngôi sao Hoa ngữ. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức tổng hợp thú vị có trong ngày. Vốn có gương mặt thanh thoát lạnh lùng, Trương Tử Di càng thêm phần diễm lệ với dấu hoa điền nổi bật trong bộ phim Thập Diện Mai Phục. Nàng đại hoa đán si bít khiến khán giả chẳng thể rời mắt được với nhan sắc xinh đẹp và diễn xuất tinh tế. Là nữ thần sắc đẹp thế hệ mới của Cbiz, Địch Đại Nhật Ba cần được hết các tạo hình và chưa bao giờ khiến người hâm mộ phải thất vọng về nhan sắc. Hóa thân thành nàng hồ ly xinh đẹp phượng cửu trong Tam Sinh Tam Thế, mỹ nữ Tân Cương khiến biết bao trái tim phải đập lỗi nhịp. Khi hóa thân thành mỹ nhân cổ trang trên màn ảnh, không ít sao nữ hoa ngữ điểm tô nhan sắc cho mình bằng dấu hoa điền đỏ thắm trên trán, tăng nét yêu kiều cuốn hút cho bản thân. Và ngay sau đây hãy cùng Top Sao Hoa nhìn lại và so kè xem ai là người đẹp nhất nhé! Có mặt trong bộ phim Đại Đường Vinh Diệu, cảnh điềm khiến khán giả phải choáng ngợp với nhan sắc yêu kiều, đúng chất đóa hoa phú quý của nhân gian. Lộng lẫy thế này bao giờ nữ diễn viên được bầu chọn là một trong những kinh thành tứ mỹ của đất nước tỷ dân. Dù diễn xuất còn gây nhiều tranh luận nhưng nhan sắc của mỹ nữ 4.000 năm quốc tịch Y là điều không ai có thể phủ nhận được. Tạo điểm nhấn cho mình bằng dấu hoa điền tươi thắm khi vào vai nàng Phó Dung trong Như Ý Phương Phi, quốc tịch Y khiến công chúng phải mê mệt không thôi. Không sở hữu vẻ đẹp sắc nước hương trời nhưng vẫn gây thiện cảm với gương mặt thanh thoát trong veo, Viên Băng Niên vụt sáng thành sao nhờ siêu phẩm lưu ly mỹ nhân sát. Cũng trong bộ phim này, nữ diễn viên đốn tim người hâm mộ với vẻ đẹp lộng lẫy khi khoác lên mình bộ váy tân nương điểm trang hoa điền trên trán. Sở hữu gương mặt trong sáng dễ thương có chút trẻ con nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn hóa thân cực ngọt thành yêu thần đầy ma mị trong bộ phim Hoa Thiên Cốt. Dấu hoa điền rực rỡ diễm lệ trên trán đã phần nào tăng vẻ khí phách mạnh mẽ cho người đẹp này. Là mỹ nhân thanh đạm như cúc, có vẻ đẹp thanh tao thoát tục của làng giải trí xứ Trung, Lưu Thi Thi khiến người hâm mộ phải bất ngờ với vẻ yêu kiều lộng lẫy trong bộ phim Hiên Viên Kiếm Thiên Tri Ngân. Với nhan sắc miễn chê, bà xã Ngô Kỳ Long chẳng ngại bất cứ một phong cách nào. Hóa thân thành nàng Võ Mị Nương xinh đẹp trong phim Võ Mị Nương Truyền Kỳ, Phạm Băng Băng từng gây bão trên mạng xã hội với ngoại hình quá đỗi cuốn hút, vừa sắc sảo lại vừa quyền lực. Xinh đẹp thế này bảo sao công chúng hết mực tung hô nữ diễn viên là nhan sắc đỉnh của chóp tại đại lục. Vào vai công chúa Mã Phước Nhã vạn người mê trong Khuynh Thế Hoàng Phi, Lâm Tâm Như khiến khán giả chẳng thể rời mắt được với nhan sắc nổi trội. Dấu hoa điền duyên dáng trên trán khiến bà xã Hoắc Kiến Hoa lại càng xinh đẹp và hấp hồn. Thanh nữ xuyên không Triệu Lộ Tư cũng chẳng hề thua chị kém em trong cuộc đua sắc đẹp này. Gương mặt bầu bĩnh dễ thương của nữ diễn viên Trần Thiên Thiên trong Lời Đồn càng trở nên rạng rỡ yêu kiều khi dùng hoa điền để tạo điểm nhấn nhan sắc. Các mỹ nhân hoa ngữ đình đám nói trên, mỗi người xinh đẹp cuốn hút theo một cách riêng. Người thì duyên dáng diễm lệ, người lại ma mị khí phách khiến netizen khó mà đánh giá nổi ai là người đẹp hơn. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Sao Hoa và nhớ đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.